Với tinh thần giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng đã lan tỏa sâu rộng, qua đó truyền đi thông điệp nhân văn, kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu để thêm nhiều người bệnh có cơ hội được sống. Với sự tuyên truyền mạnh mẽ của các cấp, ngành về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu cứu người, cùng sự nhận thức và hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn là điểm sáng của cả nước về phong trào hiến máu nhân đạo. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn giữ vai trò nòng cốt của phong trào. Năm 2022, tuổi trẻ toàn thành phố đã hiến được gần 11.000 đơn vị máu, đáp ứng trên 90% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế tại địa phương. Em muốn tham gia nhiều hơn các lần sau nữa để mà giúp ích được cho nhiều cho cộng đồng mình. Giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Trên tinh thần đó thì chi đoàn đồn biên phòng Sơn Trà, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng là tích cực tham gia hưởng ứng cái chiến dịch hiến máu cứu người, giúp cho một người bệnh có thêm một tia hy vọng sống. Để góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính bền vững, việc duy trì phát triển các mô hình đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ 25, câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình hiến máu thường xuyên được thành phố quan tâm. Cùng với đó, kịp thời động viên, tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền cũng như tham gia hiến máu tình nguyện. Thành đoàn Hội Liên hiệp thành phố chú tâm quan tâm chỉ đạo cho các cái câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của các đơn vị, đặc biệt là quan tâm đến cái lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hiến máu tình nguyện để mà làm sao đó là có cái nhu cầu đảm bảo nhu cầu máu để hỗ trợ cho bệnh viện trong cứu chữa người dân. Theo Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2023 toàn quốc phấn đấu tiếp nhận gần 1,5 triệu đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện là 99% và tỷ lệ dân số hiến máu tương đương 1,5% dân số. Để góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, mở rộng thêm đối tượng hiến máu tình nguyện, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động, quản lý người hiến máu nhằm đưa công tác tổ chức hiến máu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.